Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các cái bàn ép đậu hũ bằng hơi, bàn ép đậu hũ vuông và dài. Ở đây thì chúng tôi sẽ có tất cả là ba cái khuôn đậu hũ ép bằng hơi. Ở đây thì sẽ có một cái khuôn vuông như này theo yêu cầu của khách hàng, rất là nặng quá, toàn bộ làm được inox 304, nó rất là dày, đen hơi đấy, đen hơi để các bạn ép xuống. Cái bàn vuông này thì sẽ có hai khuôn ở bên dưới để ép hai cái này lên, và sẽ khách hàng đặt bên chúng tôi hai khuôn nữa. Một khuôn thì chúng tôi đặt lên bàn ở đây, đây là khuôn vuông rất là nặng các bạn. Hai khuôn này để thay phiên nhau, luân phiên. Các bạn ép xong hai cái ở trên cái bàn rồi, các bạn lấy ra và các bạn sẽ thay hai cái khuôn này vào. Ở đây thì cũng sẽ có hai cái bàn ép hơi riêng. Bàn này thì sẽ bao gồm là ba cái dây đậu, mỗi bàn ba dây. Ở đây một bàn nữa cũng 3 dây để công tắc ben hơi riêng. Khách hàng đặt được bên chúng tôi một cái bàn đường với cái kích thước là 600 nhân với lại 1m2, nghĩa chiều ngang là 60cm, chiều dài là 120cm. Các cái ngăn kéo kéo ra để vào để đựng đậu rất là dày dặn. Hàng gia công theo yêu cầu thì rất là dày các bạn. Khách hàng đặt ở bên chúng tôi một cái nồi chiên và hai cái nồi ủ chua. Nồi ủ chua thì có tay đẩy và có bánh xe cũng như là có nắp đậy. Tay đẩy đây. Có bánh xe bên dưới. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái bàn ép đậu hũ theo yêu cầu dài hoặc là vuông hoặc là bằng ben hơi này hoặc là bằng nò xo, đạp chân bằng nò xo hoặc là các cái máy móc thiết bị làm đậu hũ thì các bạn cứ liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi. Ví dụ như là bàn đậu hũ, nồi ủ chua, nồi nấu đậu, nồi chiên đậu, vỉ chiên đậu, tất cả các cái loại máy trong cái dây chuyền làm đậu hũ, đậu phụ công nghiệp thì các bạn cứ liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi ạ. Sẽ gia công theo yêu cầu của các bạn. Cái thứ hai là hàng công nghiệp dày dặn, chất lượng và có độ bền cao, rất là dày. Các bạn ép không có no là nó bị móp méo hay là nó bị trũng bàn này lại. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua thì các bạn cứ liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn.